Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự 4 người gồm Trần Thanh Sang, Dương Văn Mười, Đoàn Hoàng Bé và Lâm Minh Lý cùng ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân về hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 21 tháng 6, sau khi xem bóng đá, cả 4 người nói trên bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Phát hiện bưu điện huyện Phú Tân không có người trông giữ, cả 4 người liền mở cửa sổ đột nhập vào trong, lấy một laptop, hai thùng bưu phẩm chứa nhiều quần áo, dầu gội, sữa tắm. Trong lúc vận chuyển số hàng lấy trộm tiêu thụ thì bị lực lượng công an tuần tra ban đêm phát hiện, 4 người này liền bỏ chạy nhưng bị bắt giữ sau đó. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.